Hướng dẫn sử dụng cây đàn Casio LK203TV. Thì đây là một cây đàn phím sáng Nhật Bản, màn hình lớn. Và để sử dụng đàn, mình sẽ bật nguồn đàn lên. Cái phím này là nút bật nguồn đàn này. Và cái nút bên cạnh này là nút điều chỉnh âm lượng của đàn. Mình muốn cho âm lượng nhỏ thì mình sẽ chỉnh xuống và tăng âm lượng lên bằng cách là đẩy cái này lên. Đó. Còn ở đây là các chế độ, ví dụ mình muốn chơi chế độ piano thì mình để ở cái nấc đầu tiên này là nấc normal này, thì đàn của mình sẽ đánh được piano. Còn khi mà muốn chơi organ á, các bạn phải đưa cái phím này nó lên ở chữ single này, thì lúc đó mình mới chơi được organ. Và để chơi organ thì mình cần chọn thêm điều và tiếng nữa. Mình chọn điều ở cái nút này nhé, chữ rít này. Sau khi ấn vào đây thì mình sẽ nhìn các cái thông số ở trên mặt đàn để chọn điều. Ví dụ như là mình muốn chọn đây, các điều nó nằm bên này, chữ rít này, 120 điều đấy. Mình muốn chọn điều hip hop chẳng hạn nhé, thì ở đây người ta viết là 020. Đó, thì mình sẽ ấn số là 020. 020. Đó, thì nó sẽ ra cái điều hip hop. Đó, mình nghe thử này. Đó. Và sau khi chọn điều xong thì mình sẽ chuyển sang chọn tiếng bằng cái nút này. Ấn vào chữ tone này để chọn tiếng. Và mình cũng dựa vào các cái số liệu ở trên mặt đàn để chọn tiếng. Tiếng ví dụ như là tiếng guitar, tiếng string, đây là tiếng đàn bầu gì đấy, thì mình chọn ở trên này. Và ví dụ như mình muốn chọn tiếng trumpet chẳng hạn, ở đây người ta ghi là 173 nhá, là trumpet. Đấy, tiếng ken trumpet đấy. Đó, mình sẽ ấn số là 173. Đấy. Thì đàn của mình nó sẽ có cái tiếng trumpet. Đó. Sau khi chọn điều và tiếng xong thì mình sẽ nghe xem là nó đã, cái tempo của nó là phù hợp chưa, tức là cái tốc độ của cái nhạc của mình nó nhanh hay chậm ấy. Nếu như nó chậm quá thì mình sẽ tăng lên bằng cái nút này. Đó, có chữ tempo rồi này nhé, tăng tempo lên. Khi mình tăng thì ở cái mặt đàn nó cũng sẽ hiện số đây, tempo nó nhảy đấy. Như vậy bài này đang đánh với tempo 165, mình cảm thấy nhanh quá nên mình sẽ giảm nó xuống bằng cái dấu mũi tên đi xuống này. Đó, thì tempo ở trên đàn nó cũng giảm xuống nhé. Đó, chúng nó sẽ chậm lại. Khi sau khi chọn điều và tiếng xong, chọn tempo xong thì mình sẽ ấn vào bài. Thì cái nút này là nút chờ trống nhịp, mình sẽ ấn cái này lên. Ấn cái này lên thì ở trên màn hình nó sẽ nhảy nhá. Đó, sẽ nhảy cái trống này. Thì khi này thì mình sẽ đánh hợp âm xuống thì đàn nó sẽ tự động nhảy trống cho mình. Và khi trong quá trình đánh ấy, mình muốn dồn trống về bên A hoặc bên B thì mình sẽ sử dụng hai nút này. Đó. Và chuyển sang cái trống nhẹ hơn chẳng hạn, nó nằm bên này. Đó. Còn muốn sử dụng intro tự động ở trong đàn ấy, mình sẽ sử dụng kết hợp cái nút chờ trống nhịp này. Đó. Và ấn cái nút intro này lên nữa. Mình bấm hợp âm xuống ấy, nó sẽ có cái đoạn rào mẫu ở trong bài nhé. Đó. Cái này là bật tắt điều. Thì tất cả cái phần này đang mình sử dụng để đánh ốc gan. Cái phần này là cái mic. Cái volume, cái nút này là nút điều chỉnh âm lượng của cái mic hát mình sẽ cắm vào đây nhé. Mình sẽ cắm cái mic hát karaoke vào đây và điều chỉnh âm lượng của mic ở đây. Đó. Còn cái phím ở bên này, cái nút này là nút điều chỉnh transport cái tông của đàn. Ví dụ như mình muốn sử dụng cái tông thấp hơn thì mình có thể ấn cái dấu mũi tên xuống này. Đó, nó sẽ trừ tông xuống cho mình. Đó, trừ 3. Đấy. Hoặc là tăng lên. Tăng giảm tông là nó nằm ở đây. Cái này thì sử dụng trong phần đệm hát là nhiều nhá.
Đó. À, nút này là nút bật tắt phím sáng của đàn. Thì cái này các bạn nghiên cứu thêm nhé, bởi vì cái này phần nâng cao và mình ít khi mà sử dụng tới. À, cái phần bên này là phần điều chỉnh tiếng, mình muốn chia bàn phím thành layer này thành hai bàn phím khác nhau, hai nhạc cụ của hai bên khác nhau, thì mình sẽ sử dụng cái này và cái này để trồn tiếng. Đó. Ngoài ra đàn này nó có chế độ tự học theo phím sáng của đàn. Để nghe những cái bài nhạc mẫu ở trong đàn thì mình sẽ ấn vào chữ song bánh này. Ấn vào đây thì bắt đầu chọn bài. Đấy, chọn bài bằng dấu cộng trừ cũng được nhé. Đấy. Ví dụ mình chọn bài 4 này, nó sẽ đánh cho mình một bài nhạc nữa. Có tên là Love Song Biết Đánh. Đây là các chế độ từ tập ở trên đàn và nó sẽ tập theo cái chế độ cao lên dần. Đấy, mình sẽ ấn số 1 và tập theo phím sáng của đàn. Thì khi đàn phải hiện phím sáng dưới đàn này và ở trên cái mặt màn hình này nó sẽ hiện ngón tay là số 2. Mình sẽ đánh ngón tay số 2. Còn có những cái chức năng khác nữa thì Thùy chỉ nói những cái chức năng cơ bản để các bạn có thể sử dụng được cái đàn này thôi. Còn nữa các bạn có thể nghiên cứu thêm thì nó rất là dễ sử dụng, nên là cái việc nghiên cứu để sử dụng đàn này nó cũng sẽ đơn giản với các bạn. Thì cái đàn này ngoài kết nối được với mic hát nhá, thì nó còn có thể kết nối được ra tai nghe, âm ly, loa, là kết nối được với video audio, rồi là kết nối được với chân dầm bê đan để tạo tiếng vang trong đan ấy. Đó.